Anh ăn sáng đi hả, đi làm. Nấu cho tôi tô mì ăn được rồi. Bà chưa có khỏe hẳn, nấu chi cho nó cực. Em cũng khỏe rồi, làm tí cho đỡ tay đỡ chân. Em nấu có chút xíu là có ăn liền à. Thanh ngồi xuống ăn đi cho nó nóng. Này đúng món đồ của tôi luôn ha. Nuôi nấu sườn nè. Giờ tôi giỏi quá. Anh có tin tức gì của cha con thằng Mô chưa? Công an nói là có thông tin rồi. Hai cha con đang ở thành phố. Anh Mô thì làm bốc vác ở chợ đầu mối. Nghe nói cũng kiếm được tiền nuôi hạt dẻ. Cho nên bỏ làng Mô ở trên đó luôn. Em thấy anh Mô làm vậy cũng phải. Còn hạt dẻ nó lớn rồi, đủ thứ chi phí hết. Nào là tiền ăn, tiền mặc. Sắp tới nó còn phải đi học, sách vở này nọ nữa. Nhưng mà cái chuyện này đâu có phải nhất thiết anh phải lén lút đi như vậy đâu anh. Cha Mô ơi. Hả? Cha Mô có mệt không? Không, cha Mô không mệt. Cổng hay dễ là cha Mô không có mệt. Cha Mô ơi, thầy dễ tự đi được mà. Thầy dễ ngoan, thầy dễ ngồi im đi, cha Mô cổng nha. Mà thầy dễ mệt chút xíu à. Ừ. Cha Mô ơi. Gì cơ? Cha, tối nay cha cho con đi theo cha làm nha. Thôi, thằng dễ ăn nít mà, ở nhà ngủ cho nó khỏe chứ. Nhưng mà cha Mô nhớ, nhớ hồi lúc về làng Mô không cha? Cha Mô hứa với con là cha Mô không có bỏ con mình mà. Tối này nè, con nằm mơ ghê lắm. Cha Mô xin lỗi con nha. Thôi được rồi, có gì không được cho thằng dẻ nó đói rồi ra ngoài chợ á, sao thằng dẻ ngủ được con? Thì chừng nào thằng dẻ buồn ngủ á, cha Mô trải chiếu cho thằng dẻ ngủ. Được rồi, tối cha Mô cho thằng dẻ theo ha. Dạ. Còn giờ nè, thằng dẻ thích ăn gì để cha Mô mua cho thằng dẻ ăn cái. Thằng dẻ không muốn ăn gì hết á. Vậy dạ thích chơi thú nhúng không? Dạ thích, dạ thích. Tao muốn đi chơi thú nhúng lắm. Vậy có thương cha Mô không? Thương. Nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều cả bao nhiêu? Hơi chất nước luôn. Yeah. Anh không định lên thành phố thăm con nhỏ hả? Tôi hả? Thì cũng định như nào quẩn quẩn công việc rồi tôi mới đi. Làm mẹ hụt rồi, em hiểu được cảm nhận của anh bây giờ là như thế nào. Cảm giác mà có con mà không được quyền thương con. Em nghĩ là con cái cũng là cái duyên. Em nghĩ là vợ chồng mình không còn hy vọng và cơ hội nào nữa hết. Thôi không mấy, anh coi im thấm, anh đưa con hạt dẻ về nuôi. Dù sao thì con hạt dẻ nó cũng là con của anh. Phải chi nó mồ côi cha mẹ mình không nói. Còn đằng này cha nó còn sợ ở kia kìa. Mà phải để cho người vừa khờ khạo vừa khó khăn như anh Mô, em thấy thiệt là bất công cho con nhỏ quá. Nhiều lúc em nghĩ do vợ chồng mình ăn ở như vậy, cho nên ông trời lấy đi đứa con của mình.
vì mình không xứng đáng làm cha mẹ. Em đã mất đi những đứa con của mình, cho nên là anh đừng có sợ. Khi anh đưa con Hạt Dễ về, sẽ có cảnh mẹ rể con chồng. Nghe nói mày từng sống ở Lạng Mô đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà em cũng bỏ đi lâu lắm rồi, đâu có còn ai ở đó nữa đâu. Mày còn ba mù, sống ở góc Lạng Mô, mày không định nói với tao là bà không có liên quan gì chứ? Bà đó là bà dì bà con xa của em, đâu có liên quan gì đâu anh. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Người mà anh quan tâm á là không phải bà dì mù của em. Anh chỉ muốn biết thằng Ngụ và đứa con gái của nó. Anh nói thằng Ngụ nào? Em làm gì biết thằng Ngụ nào đâu. Anh nói gì em không hiểu gì hết. Mày chắc chứ? À, ý anh nói là thằng cha Gù ở Làng Mô á hả? Sao mà không biết thằng cha đó được? Thằng cha hay qua nhà dì em chơi, nhưng mà cũng lâu lắm rồi em không có gặp ổng. Anh Hải tìm ổng có chuyện gì hả? Vì nó đang nợ tiền tao. Từ đó giờ mày có thấy tự nhiên tao đi kiếm ai mà không liên quan tới nợ nần chưa? Tao đi kiểm tra con thằng mù. Nếu biết được mày che giấu tung tích cha con nhà nó thì lúc đó đừng có trách thằng Hải bữa này vô tình. Em biết rồi. Em xin phép anh Hải em về. Đâu vậy trời? Có nhà đâu kêu hoài. Anh chưa về hả chị? Về rồi mà vẫn Hạt Dễ đi mất tiêu rồi. Anh đi đâu vậy? Ai mà biết. Thấy đi đón con về, cái lát hồi cái đi mất tiêu. Mà bữa nay ngày gì á mà người ta tới kiếm một mô quá trời luôn á. Có người tới tìm ảnh hả? Rồi có gặp không chị? Gặp ổng nói làm gì? Gặp tôi nè. Đâu còn có hai thằng cô hồn tướng tá bậm trợn à. Là chị chưa nói gì hết hả? Ừ. Sau này mà có ai tới tìm ảnh á, chị cứ nói là chị không biết gì hết nha. Bộn có chuyện gì hả? Ổng mượn tiền sao đen à? Dạ không có. Em giải thích cho chị biết sao. Bây giờ em đi tìm hai cha con anh đã. Em cảm ơn chị nha.